Trong ngày hôm nay thì mình sẽ lại chỉ cho các bạn tô những bức tranh, bức hoạt hình động vật sao cho thật là đẹp. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy cho mình xin những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cho mọi người thôi. Vậy là mình dùng xong đấy, bạn nghe cho mình xin làm cái kênh cảm ơn tạo hoạn gì. Cái đéo gì mà mình không biết. Chiều 5 giờ lại về cái gì mẹ lúc đỡ. Mình ngã nào đi ơi, ra kia lắp giàng. Cái gì hôm qua nó giấu lắp cái gì cả mẹ. Bây giờ sẽ tiếp tục tôi mồi cho các bạn. Mẹ chiều vui xe máy đi. Rồi à, đi con mẹ con chiều đi xe máy cái gì. Ơ ừ, xong đi làm xong cầm đồ tới đây xong đi luôn, đỡ phải đi về lấy xe. Mẹ ca rồi. Đi bộ xí. Cà, mẹ đi bộ xong đi về được, xong về lại về lấy xe nữa. Mẹ má đi nghe xe tới đây. Cầm nhớ mà tôi nghe đi mẹ. Đi nghe. Thôi cái gì nhờ, cái gì tôi lại mẹ nghe con đéo nghe tiếng chân mà nghe. Cái gì nhờ, nghe chân. Mẹ chơi đéo đâu mà nghe tiếng chân. Ê, nghe tiếng chân thì đéo gì. Vứt. Vứt gì mà nói. Cái gì mẹ có lẽ mẹ vứt vứt cho tẩy dặn chứ. Thế dám vứt cái con cả. Tao mua đi, tao bán cho 800. Bước nghe. Mua là một nhóc. Không thì thôi. Trời chịu rồi chả mua. Ra cái tiền cứ mua nhỉ. Đây còn 100 này. Rồi. Mai muốn mua là hết tiền. Mua cái này. Bú. Đấy. Bú. Báo điên bún thì đeo đi cái gì mẹ. Quên. Quên cái gì mẹ. Tối ăn bún ba ốc kia là hết tiền. Cả. Cái loại mẹ pẹt quẹt. Vậy anh bán ơi. Vậy anh bán mà. Bán mì bà rồi. Bán gì? Bán mì bà. Đi đi thoại. Mấy? Mì bà. Mấy tiền? 10 triệu. Trời ơi. Chả biết, thấy nó nói chịu đi. Anh bảo bán thôi để mua đây. Nó bảo là... Có nhưng mà sao nó bảo ôi dùng đi thay, sao dùng đi thay thì 13 màu hồng đấy. Nếu để mua. Đấy. Nếu để mua. Con gái thì dùng màu hồng. Mày đùa. Thì bán cho con gái. Nếu mua nếu mua. Bây giờ mình tô màu xong cho coi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp.
trong những bức tranh của mình. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Bây giờ sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Đúng rồi, đeo ô trong suốt nhìn đẹp quá luôn. Nhớ chưa mà tôi kể dây mà tôi nghe mang đi mày có nghe tôi nghe cái gì cân mệnh à nghe để nhà tôi nghe nó vụt nó mà đi cái gì mẹ ở đâu mà đi học nghe cho nó thích cả học nghề nghe chi mỗi lần học nghề à đi ra sáng có nhiều đây đi cân mẹ ra sáng đây đây xem hôm qua ừ đây nhớ chàng quá đi chờ ý rồi ý thí chịu là xả ô sao nhau anh chịu nhau bình luận anh nhỉ nhắn đâu nhắn thẳng luôn không bình luận được cái này ừ nó có bình luận được đâu đấy nó có bình luận được đâu già không bình luận nữa từ lâu rồi ô cái đỉ cần mẹ đúng đài nhắn thẳng luôn thì nhắn. Bảo yên tư là thầy của cô ta. Ừ, béo. Vậy là mình cho một con nó vẫn đen trong xìm lặng trong cái cây. Cảm ơn cả con thân nhỉ. Tưởng bình luận được rồi cái gì mẹ thảo nào không bình luận có cái. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Đúng rồi. Từ lại nào. Có cái đi ở đây. Đây là mấy hai giả. Mày về đi. Về đi xí. Đi giả. Đấy. Giả. Mẹ cơ mà. Giả. Ừ. Đây 10 giờ về. Có lại mình phép. Ê làm cái đi ăn chút xích tí đi. Thôi. Xét mẹ. Xét này ăn rất xí ứng xích cái đảo. Chị em lão ăn đấy. Cái gì nóng nóng. Em mày tìm quá lẩu anh em mình ngủ. Giờ tôi có kì. Tôi có kì nhà tôi thường bán đấy. Thôi. Giống ngon cái đi áp rồi. Cho bố ăn rồi. Có kè không? Bình thường ạ. Toki thì mẹ bố tự làm em xứ. Nhưng mà tự làm mỏi lắm. Nó bằng ghẹ ấy đấy. Đi làm nó ăn nó mới thích. Em shop mua cái mua cái gì ăn nó. Mua gà đây. Rồi mi đi thì mẹ bảo mua đi. Tại xong quên cái gì mạnh á. Dạ. Mua gì? Cái mi đây. Cái mi gì ấy. Mi ngọt chứ không phải xấy. Đâu mi mà đây là mi mà. Mi cái gì vậy? Mít sấy mà mua hẳn hoa quả sấy thập cẩm luôn đi tìm ba tuyết đây mình đi xứ hai bảy nghìn đó mua hẳn hai quả để ăn nó xứ địch béo. Mẹ mua một cân chất nhỉ. Cái gì đâu xem bao nhiêu người mua cái thịt mẹ. 1.000 người mua. Bao nhiêu? Ship mà số hàng. Mẹ làm giá đây cùng. Cái gì mẹ đúng đài. Ở dưới đấy. Ở dưới đó phải liên kết. Liên kết ví. Ví Shopee. Liên kết đi. Con đéo tí. Ôi đéo, cần đéo phải tiền mình áo à. Cơm anh tổng quan rồi anh rồi. Sao nó giảm giá 100.000 cơ mà vãi lùi. Vậy là tao mua xong nhé mày.